Chương trình xin chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thức phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Quý bác mến, vừa rồi thì chương trình có đi từ nền nhà mới của em Hưng với cả em Thuận lên. Thì chương trình ra đến đấy chả gặp Hưng ở đấy. Không biết là Hưng đi đâu, liệu có ở nhà hay không, mà không ở đấy anh Kha thì chả ai đưa cơm cả. Bây giờ đang là 11 giờ rồi. Đấy, anh Kha bảo là khả năng là anh sẽ ăn ở quán tạp hóa một bữa. Không biết là lý do tại sao Hưng với cả Thuận là chả ai đưa cơm, hay là Hưng có việc gì mà không đi xuống để mà cùng các anh đào nền nhà. Hiện tại thì cháu Trinh đang di chuyển lên trên nhà của em Hưng với cả em Thuận để xem hai anh em. Ui, đây Thuận ở đây. Ui, cái gì đấy? À, em Thuận đây cô bác. Đang cầm cái gì đây? Nào, Thuận chào con các bà đi. Con chào con các bà. Đâu, ngồi xuống đây này. Cái này mang cái gì đây? Mang đi đâu đây? Mang ống nước và mang cơm lên cho chú Kha. Cho chú Kha. Vâng. Thế anh trai đâu rồi? Trai sáng nay đưa bác khi nào đi bệnh viện. À, đưa bác đi bệnh viện á? Vâng. Bác ở trong làng đấy à? Vâng. Ôi dồi, Thuận bảo là anh trai đưa bác ở trong làng đi bệnh viện. Thế bây giờ Thuận là mang cái này đi đâu đây? Đi cho anh, cho chú Kha á? Vâng. Ôi dồi, nước gì đấy? Nước lọc. Nước lọc á? Đun sôi chưa? Rồi. Sôi rồi. Vâng. Thế tính là mang xuống cho chú. Vâng. Ôi dồi, thế cái này là cái gì đây? Cơm. Cơm á? Vâng. Ủa, của bác. Thế anh Hưng bảo là cho em mang xuống à, hay là như nào mà em tự mang? Anh không bảo cho em mang xuống. À, bảo từ lúc sáng à? Vâng. Ủa rồi, thế Hưng đi từ lúc sáng chưa về à? Vâng. Ủa đây của bác, đây là món gì đây? Rau rừng. Dâu rừng á? Vâng. Ai nhặt đây? Em sáng nay em đi chăn dê em nhặt. Đi chăn dê nhặt. Vâng, bây giờ nóng dê. Em mới đưa dê về nhà. Dê À nóng dê không ăn cỏ ấy. à, nóng quá dê không ăn cỏ nên là mang về nhà buộc Vâng. xong là đi đưa cơm. Vâng. Ui dồi ôi, một món là rau rừng với cả cơm này các bác. Một bát cơm như thế này thì ui dồi, không có thịt, Vâng. hình như là thịt trong ngăn đá còn đấy, trong cái tủ lạnh mà trước anh Hưng để đấy. Khả năng là Thuận không biết rồi, không biết là còn thịt nên là làm mỗi rau không rồi. Đấy. Ủa, như thế này sao mà ăn được? Ăn với cả là không ăn thì ăn được, nhưng mà để làm có sức cho chú Kha thì không được. Hưng là đi đưa bác đi bệnh viện nên là chả có ai đưa cơm ấy các bác. Đó, mỗi Thuận Thuận cái này là Thuận tự làm tự nấu hết Vâng. à? À, thế sáng nay Thuận cũng ăn như này à? Vâng. À, ăn một bát canh rau rừng này, cháu Trinh cũng chả biết là gì, rau gì. Cái này thì lấy xào đúng không? Đúng. À, đấy, một bát rau rừng như này này các bác, với cả cơm thôi, ăn rau xanh thôi. Sáng nay là Thuận cũng ăn như vậy, là mang xuống cho chú, cộng với cả một chai nước này. Đấy, cái này là Hưng chỉ hay là em tự biết rót nước đi cho ấy? Anh Hả? trai anh bảo. Anh bảo á? Vâng. Anh bảo là lấy cả nước cho chú. Vâng. Ôi dồi ôi, để như thế này thôi, chả có cái gì để này. Thôi bây giờ mang về nhà đi. Chú Kha là ăn ở quán tạp hóa rồi. Vâng. Ăn ở quán nhà bác bán tạp hóa rồi. Vâng, em Ừ. không biết. Ừ. Em mang về đi. Khả năng là sáng nay Hưng qua đấy là Hưng cũng bảo rồi. Cho nên là chú Kha là ăn ở đấy rồi. Đi bây giờ đi về nhà đi nhá. Ừ. Thế sáng nay là một mình ở nhà tự đi chăn dê. Vâng. Ôi giời. Đây. Quần thì mặc quần đùi. Áo thì may mắn là áo, mặc áo 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 dài tay rồi. Chứ mọi khi là toàn mặc áo cộc tay thôi. Biết đội mũ này. Đội mũ như thế này thì không phải không nó không vướng đâu, nó sẽ che được nắng nhé. Để ý vào, đấy bẻ cái này lên này. Đi đâu thì nó mới không bị ngã. Chứ em Thuận là đi làm là hay bị ngã lắm.
không để ý. Wow, leo quả đồi này đúng là mệt thật quá. Hôm nay thì trời rất là nắng luôn. Bây giờ mới chỉ có hơn 11 giờ mà trời nắng như là lò ấy nhở, những cái lò ấy nhở. Thế Thuận đã ăn cơm trưa chưa? Chưa. Chưa à? À, thế là định mang xuống cho chú Kha xong mới lên ăn. Vâng. Ôi dồi ôi, ra đến đấy xong là quay về thì khả năng mệt lắm ấy nhở. Vâng. Thức ăn là trước anh mua lên anh Hưng bảo còn mà. Khả năng là em không biết là anh Hưng để đâu đúng không? Không. Sao để quán tạp hóa nhỉ? À. Nhưng mà mọi khi là anh Hưng ở nhà là anh cũng nấu cơm xong là mang xuống à? Vâng. À. Ui mỏi chân thế nhỉ? Vâng. Thuận có mỏi không? Không. Vừa xào xong biết sao ấy. À. Thế trời nắng như thế này là mình phải mang dê về chuồng buộc xong là lúc nào trời mát mát mình mới lại lấy đi buộc à? Vâng. Ui bây giờ nắng lắm nó không ăn cỏ đâu. Hả? À? Nắng lắm nó không ăn cỏ đâu. À, nóng lắm nó không ăn cỏ. Vâng. Nên mang về cái chuồng buộc xong là lúc trời mát mát thì lại lấy đi buộc. Vâng. Hôm trước nhà em có một bác cho một cái trà điện đấy. Mượn ai? Em bác cho. Bác nào? Bác trên này hôm trước chị Hạnh cũng biết rồi. Hả? Hôm trước chị Hạnh cũng biết rồi. Cái gì cơ? Chào điện. Chào điện á? Vâng. Bác cho á? Vâng. Bác nào? Bác trên này. Bác trên này á? Vâng. Ừ. Bác hôm trước. Nhưng mà con dùng được không? Dùng được. À. Bác cho một cái chảo điện. Vâng. Nhà bác có hai cái bác không dùng đến. À. Bác tốt phết nhỉ? Vâng. Wow. Mệt quá. Em đi trước nên đây có chó đấy. Ờ. Em đi trong nhé. Vâng, con này không phải là con nhà em đâu. À, con trắng này á? Vâng. Con trắng này hình như là nó quen mình dưới sao ấy. Vâng. Anh lên mấy lần à? Cũng không thấy nó đuổi. Wow. Đây. Nhà là đóng cửa lại rồi. Cũng đóng cửa đàng hoàng xong mới đi xuống. Con trâu thì cho ăn cỏ. Thế sáng nay anh Hưng cũng ở nhà xong làm việc nhà xong mới đi chứ? Vâng. À. Đi rửa chân tay đi. Vâng. Nóng quá. Đấy con dê lấy buộc ở đây này. Vâng, nóng phải quá. Phải lấy về chuồng hết à? Vâng, nóng quá. Đâu một con, hai con, một con nữa đâu ấy? Đâu một con ngủ dưới này này. À. Ơ nhưng mà vẫn chưa đẻ à? Chưa, con này chưa đẻ. Chưa đẻ. Vâng. Ừ. Tưởng là gần đẻ rồi chứ. Nhưng mà bụng thịt to nhỉ. Ừ. Bụng thịt to, to. Mà vẫn chưa đẻ nhỉ? Vâng. Nếu đẻ con đấy đẻ hai con nữa là ừ. Thành bảy con đấy. Ừ. Nước này có mát không Thuận hay là nóng? Có. Mát à? Vâng. Cái nguồn thì cũng ở khá là gần đấy các bác. Chắc là hơn 100 mét thôi là đến cái đầu nguồn rồi. Biết là em ấy lấy nước để làm gì đấy. Sợ là xuống nhà mới lại kéo nước xuống này không được nhiều nước như ở trên này. Cái nhà cũ của em ấy thì nước thì có nhiều. Mang đi đâu đây? Mai cho con trâu. Ui dồi. Cái xô to hơn cả con người rồi. Vâng. Mang đi cho con trâu. Đâu thử xem nào, thử đi xem nào. Anh xem những công việc hàng ngày xem nào. Đấy, đây là những công việc hàng ngày mà
Khi mà không có sự tác động bên ngoài là em sẽ tự làm thế này này các bác. Phải đổ Đúng là ra cái một tí xô bao thôi. giờ mới lớn bằng cái xô được nhờ. Bao giờ mới Lớn cao hơn cái xô đây. Cái chân này bây giờ cao hơn cái xô một tí. Những cái công việc tưởng chừng như là rất là đơn giản nhưng mà đối với một em nhỏ thì nó rất là khó. đổ Đấy. ra một tí đấy. Đổ ra một tí à. Vâng. Rồi. Nói chung cũng khi mà bắt gặp được những cái trường hợp thế là cũng không muốn là tác động nhiều để cho các bác anh chị có thể là quan sát thấy rõ nhất về những cái lúc mà em Thuận ở nhà một mình sẽ làm vất vả thế nào. Đấy, dáng người thì bé tí, cái xô là to hơn con người mà em ấy vẫn cố để làm rất là chăm chỉ, ngoan ngoãn. Thuận là chăm chỉ với cả ngoan lắm. Nhiều bác bảo là em Thuận ăn nói nhiều khi là trống không ấy. Tại vì là ở trên vùng cao là các em thường là nói như vậy các bác. Đấy cho nên là phải thay đổi từ từ thôi. Có một Ở quả trên vùng bay cao bay. là ăn nói là kiểu là không có chủ ngữ vị ngữ ấy các bác. À, con Châu không lấy bùa đâu à Thuận? Không. À sao nó không uống nước nhỉ? Gọi nó ra uống thì nó gọi thế nào? Bóng bay à? Chắc Là hỏng rồi. Hỏng chưa? không biết. Rơi xuống tí man rửa đó. Bẩn. Rửa À, đó. khả năng nó không uống nhờ. Châu ấy. Vâng. Nó đang mải mê ăn cỏ này. Con dê thì trời nắng thế này là buộc nó cũng không ăn được cỏ ấy, cho nên là sáng đi chăn thì chiều phải mang, trưa phải mang về buộc. Đó là ở chiều tối thì em ấy lại đi chăn. Tuấn ơi, Gì? anh nghĩ là trời nắng thế này thì tranh thủ gội đầu đi. Nhờ. Vâng. Gội đầu đi. Xong để tối cho nó khô. Thế Biết rồi. Anh thấy là bây giờ đầu là bắt đầu có mùi mùi một tí rồi đấy nhờ. Mấy ngày không gội rồi? Hả? 5 ngày. 5 ngày á? Vâng. Ui, sao mà để lâu thế? Bây giờ mùa hè rồi phải gội thường xuyên chứ. 3 ngày là gội một lần nhé bây giờ ấy. Vâng. Ờ để anh lấy mic không là cởi áo ngoài ra đi, sau đó là gội đầu. Bây giờ trời nắng thế này. Lược á? Ừ. Anh thấy ở giường ấy, hôm qua anh lên là thấy ở giường có cái lược. Với cả lấy dầu gội nhá. Nhanh nhá, 2 phút nhá. Tranh thủ để em ấy gội đầu luôn. Bây giờ thì cũng không quá nóng ấy cô bác. Với cả nước này nó cũng không không quá là mát, tại vì nó hơi nắng. Cho nên là gội tầm giờ này là cũng không sao đâu các bác ạ. À. Chúng cháu thường là hay tắm buổi trưa như này này. Là tắm thì nó nước nó vừa, nó không không bị ốm đâu. Đúng là vào mùa hè thì nhìn ở đâu cũng khô khan hết các bác. Những con dê của Hưng với cả Thuận ấy cũng chỉ buộc quanh nhà thế này thôi. Hàng ngày đều buộc quanh nhà. Nếu mà nuôi nhiều ấy thì lại khổ các em ấy. Nhiều khi Hưng không ở nhà, một mình Thuận ở nhà thì cũng không chăn được các bác. Lại khổ em ấy. Thuận ơi được chưa? Lấy túi cơm đi về nhà chưa Thuận? À lấy để nhà rồi à? Đấy, tranh thủ gội đầu đi. Này, lấy kẹp ra. Bơm ra nào. Rồi gội một nửa thôi à? Nửa gói thôi à? Rồi gội chai là hết rồi đúng không? Hả? Để anh mấy nữa để anh mua rồi gội chai lên cho nhé. Gội được nhiều nhờ. Bây giờ tự gội hay là để anh dội nước cho? Ừ. Đấy. Đây cô bác. Để em ấy làm thử gội đầu xem nào. Đây để anh cầm cho nhé. Cầm vàng bạc của em cho nhé. Nhiều dây chuyền lắm nhỉ. Đây em dính nước ấy. Ừ. Rồi nhờ. Dạ. Đấy 2 vòng. Có 4 vòng đó.
Tháo bớt ra, đeo ít thôi, đi học hắn đeo, cứ đi làm cũng đeo thế này. Thì nhìn anh nhìn thấy nhìn kiểu là nó cứ vướng vướng kiểu gì ấy. Xong cái tai này xỏ cây vào đúng không? Bắn lỗ tai là ai bắn cho đấy hả Thuận? Đi chợ à? Ai đưa đi? Anh trai à? À, anh trai đưa đi xuống chợ để bắn lỗ tai. Khả năng là hồi bố mẹ còn sống thì chắc là con bé chưa bắn đâu nhờ. Đấy, tự biết gội đầu này. Trẻ em mà nhiều khi rất là sợ nước đấy cô bác. Không để ai gọi cho đâu, sợ vào mắt. Đấy như em Thuận bây giờ em ấy cũng sợ vào mắt nhưng mà bắt buộc là em ấy phải tự gọi. Gãi cho sạch vào nhá. Được 5 ngày rồi đấy. Cho nó thơm tho nhá. Khả năng là một nửa gói dầu gội thì anh nghĩ là không có bọt đâu Thuận ạ. Nếu mà 5 ngày ấy. Một gói nhé. Nhưng mà em cái này là em mang một gói hay nửa gói? Một gói. Được chưa? Bây giờ Thuận phải gội thành hai hai lần rồi gội ấy. Để một nửa trước. Để gội sau đó là lại cứ để cho gội vào đi. Gái bây giờ nó gái là nó đau rồi. Nó không sạch được đùa à? Đấy, bây giờ để một lần dầu gội xong tí nữa để lần thứ hai là nó sẽ sạch. Chưa? Ngồi xuống, ngồi xuống. Xuống để anh làm cho nó dính hết bọt đó. Tắm là tối tắm sau nhá. Tối còn tí còn đi làm nhiều việc nữa nhỉ? May mắn là tóc còn ngắn này, gội dễ hơn nhỉ. Trước tóc dài gội khó. Bây giờ lại thích tóc dài. Lại thích rồi á? Thích tóc dài. Bởi vì tóc ngắn là không buộc được. Không buộc được. À, nhưng mà tầm này là vẫn chưa buộc được à? Thế cho nó dài dài một tí nhỉ? Lần sau ấy. Không cắt ngắn quá nhỉ? Cái gì cũng có ưu điểm nhược điểm cả. Tóc ngắn thì không buộc được. Tóc dài thì buộc được nhưng mà lại rối nhờ. Anh không có móng tay. Khả năng là gội không sạch đâu. Em muốn làm khó lắm. À, cũng không có. Đau không? Nó mát nha, anh cho mấy tí nước nó mới có bọt. Rồi, đấy, bây giờ nó mới có nhiều bọt chứ, nhờ. Ui trời ơi. Giờ bắt đầu thơm tho rồi đấy. 5 ngày chưa gội rồi. Đây này bắt đầu thơm rồi. Nhiều khi là em ấy ở nhà cũng bận bịu quá các bác. Không ai nhắc thì những công việc em ấy không sắp xếp được. Có thể làm cứ quanh quẩn ở nhà làm đến tối. Ví dụ như tầm trưa thế này thì em ấy lại. À, đấy, em ấy bảo là đi học về. Xong rồi cơm xong, đi cắt cỏ, chăn dê, xong là tối rồi. Không sắp xếp được thời gian đấy. May hôm nay là thứ sáu không học chiều đúng không? Mai nghỉ. Anh cũng gội đầu cho em mấy lần đấy nhỉ? Trước có cháy nhưng bây giờ hết chưa? Rồi rồi đi. Rồi một nước trước đã, sau đó thì lại tiếp tục cho thêm một lần dầu gội nữa nó mới sạch nhá. Để em ấy tự dội nước.
Tại vì thấu trình dội là em ấy sợ ấy. Sợ vào mát. Em Thuận mà tầm 14-15 tuổi thì khả năng là những công việc là em ấy thuần thục hết rồi các bác. Và những em nhỏ trên vùng cao ấy, nhiều khi là tầm 16-17 tuổi là biết đi cày rồi. Không kể con gái con trai. Như em Thuận cũng vậy thôi. Lớn lên nếu mà như mà ở nhà cùng anh trai ấy, thì chắc chắn là tầm 17, 16, 17 tuổi là biết đi cày rồi. Cẩn thận nha. Anh Hưng thì hàng ngày là cũng bận thì khả năng là lâu lắm rồi không được anh Hưng gội đầu cho ấy nhờ. Sáng dậy là anh ấy lại có những công việc để mà anh ấy tự đi làm. Gọi hết mà. Tự gọi hết. Vâng. À thế chắc là tầm như năm nay thì mới biết gội một tí chứ mọi khi là mọi năm là chắc là làm qua loa thôi Vâng. nhỉ. Ừ, chưa làm sạch được. Đấy. Tự gọi hết đấy cô bác. Như tầm tuổi như em ấy thì để mà gội cho sạch thì nhiều khi là vẫn phải có người dạy thì em ấy mới biết làm được. Đấy, kể cả những công việc như là rửa bát hay là nấu cơm thì cũng phải có Một người dạy. con vịt đấy nhỉ? Ờ. Như một con vịt à? Đâu? Mùa này đi đâu cắt cỏ đây? Chắc là hết cỏ rồi á. Trời thì Còn đi khô như này. đâu lấy? Con Hả? trai đi lấy luôn. Anh trai lấy. Phải đi lấy xa đúng không? Ừ, từ mùa này là phải đi lấy xa này, cỏ Con trâu ấy. kêu bảo là con cho em đi xa. À, không cho đi xa. Thế bảo anh dội cho. Thích chứ. Em ấy cứ muốn là tự dội. Nhưng mà to ngắn thế này là mình gội dễ hơn nhỉ. Ừ. Hơn khô ấy nhỉ. Vâng. Không cần máy sấy nhỉ. Vâng. Trời nắng này ấy. Để anh làm thế này cho nó khô nhanh nhé. Vâng. Đấy, cứ rú 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 thế này thôi, không có máy sấy rồi nhé. Thì nó Vâng. khắc khô. Trời nắng nữa. Đang ngồi phơi nắng một lúc, không cần phải phơi đâu. Có khi ấy, ngồi ở nhà một lúc là nó khắc tự khô hết. Tóc ngắn nữa. Để như này còn mát hơn nhỉ. Vâng. Tối nay nếu mà anh Hưng mà chưa về thì Thuận có biết nấu cơm cho xuống cho chú không? Có. Có. Vâng. À tối là chú lên nhà mình ăn hay là phải nấu xuống dưới kia? Nấu xuống. À mấy hôm nay là xa quá nên là chú không lên nữa à? Vâng. Nhà cũ xa quá các bác, với cả phải đi bộ ấy. Khi mà anh Kha làm mệt rồi thì mới bắt anh ấy lên ăn cơm thì anh ấy không lên được. Anh ấy bảo là nấu được thì mang xuống cho chú ăn ở dưới quán tạp hóa ấy. Đấy. Đỡ phải lên, sau khi mà ăn xong thì chú lại tiếp tục làm tối. Hình như là hôm nay một ngày, mai một ngày nữa thì cũng gần xong rồi các bác. Ngày nữa là xong rồi á. Mai. Ngày mai á. Tầm ngày mai nữa là xong rồi. Vâng, mẹ Ừ. không được xe máy suốt rồi. Không được xe rồi. Vâng. Nhờ. Sao tàu máy suốt đi về rồi á. Ừ. Xong là đi về rồi. Vậy thì không được xe rồi. Ừ. Rồi anh xem còn trứng cháy không? Hình như là hết rồi nhờ. Vâng. Hết sạch rồi. Thơm tho rồi, tóc mượt rồi. Lần sau là phải 3 ngày là gội một lần rồi nhá. Nếu mà không có thời gian ấy. Không được để 5 ngày nhá. 5 ngày là mùi lắm ấy. Nhá. Vâng. Ừ. Rồi, gần khô rồi. Đây đi. Vâng. Ngồi ở đây, cứ thích ngồi ở đây nhỉ. Mang đây để đây này. Hả? Để đây. Nó để đấy. Để đây. Nó để được đâu, nó chả rơi à? Nè, để tôi Ừ. mà.
Toàn là thích mặc áo cọc tay này, đi ra nắng ấy. Sau này lớn lên này Đen bảo là hồi hồi nhỏ sao ấy cứ thích mặc áo cọc tay, bây giờ da đen hết rồi. Đấy. này, Nhiều đen trắng này mà. khi là mấy em nhỏ ấy chỉ thích mặc như thế nào để cho không vướng ấy các bác. Đấy, thoải mái nhất. Nhưng mà đâu có biết là cứ phơi nắng như thế này là da đen hết đâu. Đây này. Sau này còn da còn đen như kiểu ở châu Phi ấy. Có biết là mấy anh châu Phi không? Không. Da đen ấy. Da đen như kiểu cái mic này này, cái như sợi tóc mình này. Thấy mỗi cái hàm răng trắng rồi. Chuẩn thay răng chưa? Em thay hai cái còn cái này đang thay. À, thay hai cái đấy là bắt đầu rung lác rồi đúng không? Vâng. Đây để anh nhổ cho nhé. Nhổ được chưa? Ngồi chờ. Được á? Vâng. Nào. Thử này. Thử lắc lắc xem nào. Lắc Không. lắc 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 nó đã ấy chưa? Nó đã gần đứt chưa? Em nhổ ấy. Không nhổ đâu, em tự lắc này, em tự lấy tay lắc này. Đây này. À, cái răng to luôn đấy nhở, răng ra ngoài luôn đấy nhở, đúng không? Ừ. À, nhổ cái răng đấy ra thành đấy rồi. Nhổ cái răng đấy ra là cười là hở răng rồi nhở, hở lợi rồi. Hay là để anh Hưng lấy tối ngủ say để anh Hưng nhổ cho nhé. Thế cứ để như thế cho bao giờ mới nhổ được. Ai cũng phải nhổ mà. Hồi nhỏ anh cũng phải cho bố mẹ nhổ cho chứ. Là tối nay anh trai về em cho anh trai nhủ. Ừ. Anh này em nhủ hai cả xong rồi. À, bây giờ nó lên rồi đúng không? Đâu? Đúng. Hai cái ở hàm dưới à? À, đấy. Bây giờ là nhổ xong, thay răng xong phải đánh răng cho cẩn thận nhá. Nó bây giờ mà nó bị sâu răng là không còn lên lại được nữa đâu. Nó chỉ lên được 2 lần thôi nhá. Vâng. Ừ. Mới chỉ thay được 2 cái thôi. Đúng không? Đúng. Thế còn thay nhiều nữa. Thay bao nhiêu nữa? Thay hết. Phải thay hết. Ừ, thay hết sạch. Thì mới nó mới lên, nó mới đẹp, nó mới to được. Nhá. Đánh răng ở nhà phải đánh răng không bị sâu răng nhá. Đi đi về nhà đi, Đây một lát đã. ngồi đây một lúc đã, Vâng, phơi tóc nắng anh thì đã gần khô. đau hết đầu rồi, Em tóc đã khô rồi mà, nhiều quá à. khô rồi Tại mà em đây khô rồi. Một tiếng đấy nhỉ, ra ngồi đây được một tiếng rồi. chưa làm gì đã được 1 tiếng, chắc tầm 20 phút 15 phút gì đấy. Còn khô này, khô nhanh lắm nhỉ. Vâng, về nhà đi. Thưa bác là khả năng là giáo trình phải ở đây với cả em Thuận đến tối đấy, vì Hưng là vẫn chưa về. Thuận đứng đây đi nhá, đứng đây đứng đây, giáo trình sẽ ở đây để cùng với cả Thuận tầm chiều chiều ấy sẽ lấy dê đi buộc, chứ giờ nóng quá đi buộc thì dê cũng không ăn đấy các bác. Đấy, như sáng nay là Thuận đi buộc dê là tiện thể là nhặt rau rừng đấy, rồi đến trưa là em ấy nấu xuống cho các chú lái máy đấy, rất là tốt, với cả còn biết là cầm theo một chai nước xuống để cho các chú cơ. Mùa này trời nắng thế này thì khả năng là khát nước lắm, chắc tầm ngày mai nữa là có thể là hoàn thiện rồi các bác đấy, cho nên là quý ba anh chị cũng bớt lo lắng đi được phần nào đấy, quá trình đào nền đất của em Hưng thì diễn ra rất là tốt đẹp. Trong quá trình đào là không gặp trời mưa hôm nào cả. Đấy, bây giờ là đi lên nhà ăn cơm trưa thôi, chắc tầm 12 giờ rồi nhờ. Ăn cơm trưa xong là nghỉ ngơi một lúc xong lấy con dê đi buộc. Rồi đến tối xíu nữa giáo trình gọi Hưng xem là đưa bác đi bệnh viện đã về chưa. Đấy, những cái công việc mà ở làng ấy cần nhờ thì chắc chắn là phải giúp đỡ. Cũng có khi là Hưng Thuận cũng phải giúp nhờ người khác. Đấy. Để cần sự giúp đỡ cho nên là về những cái trường hợp ốm đau là người ta nhờ đưa đi bệnh viện, mình có xe thì mình nên giúp. Còn bây giờ thì thước phim đến đây cũng khá là dài rồi, giáo trình sẽ ở cùng với cả em Thuận làm một số công việc ở nhà và sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ đào đất ở những thước phim tiếp theo của bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác anh chị đã luôn đồng hành cùng giáo trình để trao tình cảm, tình yêu thương đến những
đến những hoàn cảnh như em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những tập phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào con các bà. Tổ này là nấy chia cho bác hay một nửa rồi à Quân? Chia nhau rồi. À, đây các bác, đây là tổ ong của em Quân này. Tổ trình tiện thể là ra cùng cả em Quân, xe phụ em Quân là vát luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ xe để vào khăn xô này, sau đó là vát các bác nhé. Ui, đặc sánh luôn này. Wow, mượt đẹp thật, với cả rất là thơm luôn. À, nếu mà đi tìm mà tổ ong ấy thì mình làm như thế nào mình mới tìm thấy đấy Quân? Mình lấy một cái gì đó thơm thơm xong là mình cứ cầm theo, có con ong nào mà nó về ăn cái mình đang làm mồi ấy, xong là đi theo nó. À, có nghĩa là phải làm mồi để câu các bác, câu con ong ấy. Chúng cháu mỗi lần vắt xong mật ong là chúng cháu xe lấy sạt, và cái khăn này chỉ chuyên để vắt mật ong thôi, nên là quý bác anh chị cứ tin tưởng về chất lượng, với cả là về những cái sản phẩm em Quân làm ra thì em ấy rất là sạch sẽ luôn các bác. Wow, trong vắt. Wow, đặc lắm các bác đây. Rất là đặc luôn. Đặc sánh luôn. Khi mà vừa ấy vắt xong thì nó sẽ nổi bọt lên như này này. Đấy, cho nên là nó chưa thể mà trong được ấy. Và em ấy vừa mới khai thác về nữa, trong cái lúc mà vận chuyển đi lại nữa. Đấy, sau khi mà xem được cái thước phim này, quý bác anh chị muốn đặt hàng của em Quân thì có thể là liên hệ trực tiếp với cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé. Bóp như này sau khi mà gửi xuống thì nó sẽ không bị bung nắp đấy các bác, tại vì nó hơi nó rất là căng luôn. Mà đông khi vừa mới vắt xong đấy, phải bóp. Không bóp là quá trình vận chuyển là nó nổ. Đúng, Trình dán là một cái tem to thế này, trong đó là có cả công dụng, cách dùng của mật ong. Thì quý bác anh chị mà còn chưa biết sử dụng ấy thì có thể là đọc về cái công dụng và cách dùng của nó các bác nhé. Con rất mong là các ông các bà sẽ ủng hộ sản phẩm mật ong của con, để con có kinh phí đổ xăng đi học và có tiền ăn sáng ạ.